Xin chào bạn, vài ngày trước đó thì bên mình đã làm một cái con lens, đó là Mica 85mm f1.4 có AF dành cho full frame, giá rất là rẻ. Còn đây là một con lens dành cho rớp APS-C, ví dụ cho nhà Fujifilm nè, Sony và Nikon Z. Đây là Mica 55 f1.4 có AF, giá rẻ nhất hiện tại. Và hãng Mica thì nó luôn làm ra những cái con lens để đối đầu trực tiếp với view chốc, cùng tiêu cự, cùng khẩu độ có AF như thế này á, thì view chốc nó có con là 56 f1.4. Nhưng mà cái con đó thì ra mắt chắc cũng khoảng đâu đó hơn 3 năm, gần 4 năm rồi, tiệm cận 4 năm rồi. Thì đây là một đối thủ mới vừa được ra mắt luôn. Và giá của nó rẻ hơn của view chốc khá là nhiều, tại vì Mica thật sự là mấy con lens là AF á, thì vô địch về giá. Ví dụ như vài tháng trước Mica nó đã làm cái con 85 f1.8 có AF cho rất là nhiều ngàm luôn, cho full frame hoặc là cho rớp APS-C, giá chưa tới 5 triệu, và con này cũng vậy luôn, giá nó cũng rơi vào khoảng dưới 5 triệu mà thôi, cực kỳ rẻ. Nếu mà bạn đang cân nhắc một con lens dành cho Fuji nè, Sony hoặc là Nikon Z mà tiêu cự khoảng 50 tới 55 mm á, khẩu độ lớn luôn, f1.4, thì đây là một sự lựa chọn khá ok nhé. Đây, nhân vật chính của chúng ta cầm trên tay á, thì nó cũng rất là nhỏ gọn và nhẹ. Trọng lượng á, thì riêng với bản cho Fujifilm á, thì chỉ nặng là 288 gram thôi, cho Sony hoặc là Nikon Z á, thì nó cũng đâu đó khoảng 300 gram, siêu siêu nhẹ luôn. Với các lens Mica mà có AF gần đây á, thì các bạn sẽ thấy là sẽ có một cái vòng màu đỏ ở bên trong ngàm, nhìn rất là đẹp như vậy. Thì cái vòng này ngoài đẹp ra thì nó sẽ còn có chức năng á, là chống bụi nha. Đây, vòng này bằng cao su. Đây, chống bụi ở đây. Rất là hữu ích, một thay đổi mới rất là đáng tiền. Với những con ống kính giá rẻ khác mà mình đã từng trên tay á, thì duy nhất chỉ có Mica làm thêm cái vòng chống bụi này thôi. Còn ngoài ra mấy hãng kia không có làm. Tiêu cự á, là 55 mm, khẩu độ lớn nhất á, là f1.4, khẩu độ bé nhất là f16. Khoảng cách lấy nét gần nhất á, là 61 cm. Phi á, là 52 mm, dễ dàng để các bạn có thể gắn được các filter, ví dụ như UV, CMYK, hoặc là nếu mà bạn muốn chụp chân dung mà đẹp, ma mị, huyền ảo á, thì có thể sử dụng filter của Betisan Lắp Mít. Bên mình có bán cái filter đó luôn và bán rất là nhiều. Động cơ lấy nét của con này á, là STM, cho tốc độ lấy nét rất là êm và mượt, không có phát ra tiếng ồn. Vòng chỉnh khẩu á, là sẽ dạng lít ki, nên các bạn sẽ không sợ bị đá khẩu nhầm. Đây, vòng chỉnh khẩu dạng lít ki nha các bạn. Theo như hãng nói á, thì cái lớp phủ thấu kính bên ngoài á, được dán phủ rất là nhiều lớp coating cho màu sắc được trong trẻo và đẹp hơn. Hãng sẽ tặng kèm cho các bạn một cái hood như vậy. Và bây giờ mình sẽ cắm con lens này trên body Fujifilm để cho các bạn xem. Riêng với ngàm Nikon Z hoặc là Sony á, thì tạm thời hãng chưa có làm. Chắc cuối tháng này, chắc chừng khoảng 1-2 tuần nữa sẽ có ha. Thì khi có bên mình sẽ thông báo cho các bạn. Ngoài ra ở trên thân lens á, thì sẽ còn có nút gạt công tắc là chuyển đổi giữa AF và MF rất là dễ dàng. Có vòng lấy nét tay ở đây, tại vì nhiều bạn rất là thích sử dụng MF. Ở mặt dưới á, thì sẽ là một cái chuôi tai si để các bạn cắm dây cáp vào để update firmware. Một vài hãng khác có AF nhưng mà cái chuôi này vẫn là chuôi micro USB đơn cử, như là của Phil Chốc thì cái chuôi này là micro USB. Với con ống kính này á, thì nó có đến 11 thấu kính trong 8 nhóm và có đến 9 lát khẩu lên bokeh, thì mình nghĩ là chắc chắn nó sẽ đẹp. Rồi đây là khi mình cắm lên body Fujifilm của bên mình thì nó rất là nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ và nhìn nó cũng khá là cân đối. Đây mình sẽ cắm thử cái hút lên để cho các bạn xem. Đây, khi gắn cái hút lên thì nó như vậy. Và đây là bên mình test con lens Mica 55 mm f1.4 có AF mới vừa được ra mắt dành cho rớp APS-C, là cho ngàm Fuji nè, hoặc là Sony hoặc là Nikon Z. Đây,
mình sẽ test. Thì mình có test sơ qua rồi, tốc độ lấy nét của nó rất là nhanh. Mình thấy còn nhanh hơn con VuChoc 56 nữa, tại vì bên mình đã có sử dụng qua VuChoc 56 rồi. Với mấy con lens mà Mica mà có AF á, thì tốc độ lấy nét siêu nhanh luôn. Đang ngược sáng luôn nè, cũng vẫn lấy nét rất là ok. Rồi, nếu mà các bạn nào muốn mua hoặc là muốn tham khảo thêm ảnh chụp từ con ống kính Mica này thì các bạn cứ vào fanpage bên mình là 7 Pixel Việt Nam, mình sẽ để đây. Nếu mà bạn cần tư vấn về thêm thì cứ liên hệ trực tiếp với mình Zalo, Facebook hoặc là gọi điện thoại trực tiếp. Đây số điện thoại mình ha, 0927 38 7179. Liên mua hàng được miễn phí vận chuyển và có hỗ trợ trả góp 0%, mình sẽ để bên dưới. Rồi, xin chào các bạn.